Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Lợi dụng vẻ ngoài điển trai của mình, một người đàn ông đã làm nên một vụ án siêu lừa đảo lấy hơn 200 tỷ đồng. Điều khiến người ta bất ngờ hơn là hắn ta có đến 23 người vợ và 31 người con. Chi tiết vụ việc của siêu lừa đảo này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 4 tháng 12, Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm Bộ Công an C52 cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Lê Văn Huy, 48 tuổi, ngụ Quảng Nam để điều tra về hành vi lừa đảo mua bán thiên thạch với quy mô lớn khắp các tỉnh trên cả nước với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Huy cho biết đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ lừa đảo bán thiên thạch cho người dân tại các tỉnh thành như Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Dương. Với những thủ đoạn tinh vi, Huy đã qua mặt nhiều cơ quan chức năng để thực hiện hành vi gian lận này nhiều năm. Trên cơ sở thu thập tài liệu, các trinh sát Bộ Công an phát hiện Huy chính là ông trùm cầm đầu nhiều đường dây lừa đảo mua bán thiên thạch mà công an nhiều tỉnh thành đang ráo riết truy bắt và phát lệnh truy nã. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Huy liên tục thay đổi họ tên của mình. Cụ thể, trong suốt 10 năm gian lận trong kinh doanh, Huy có những cái tên như 2 tấn, 5 tấn, 7 tấn, Lê Văn Hiếu, Lê Đình Huy, Lê Huy, Hài Hiếu. Để tạo vỏ bọc cho mình, Huy mở các công ty chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý, đá phong thủy, thiên thạch. Huy huấn luyện cho các chân rết thủ thuật lừa đảo. Mỗi khi chân rết tại địa bàn nào bị công an bắt, thì Huy bỏ địa bàn đó, không hoạt động nữa. Mỗi lần di chuyển, Huy dùng 3 ô tô và thay đổi ô tô liên tục, khiến các trinh sát không biết Huy đi xe nào, với ai, bao nhiêu người. Qua nguồn tin từ nhiều nạn nhân cung cấp, lực lượng công an đã lập chuyên án, lên kế hoạch truy bắt trùm lừa đảo Lê Văn Huy điều tra. Tuy nhiên, với việc thường xuyên thay đổi họ tên, thoát ẩn, thoát hiện, Huy liên tục thoát vòng vây của lực lượng chức năng. Theo một cán bộ điều tra, đặc điểm nhận dạng ban đầu mà các nạn nhân mô tả về Huy là một người đàn ông da trắng, cao khoảng 1m75, có một răng súng. Cũng có nguồn tin thì báo rằng Huy cao khoảng 1m65, cả hàm răng súng. Sau khi thu thập thông tin, lực lượng trinh sát Bộ Công an biết được Huy từng xưng là chủ một công ty ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng. Đây chính là cái mắt để Huy dễ dàng lừa tiền của những người nhẹ dạ cả tin và hám lợi. Để tránh bị phát hiện, Huy sử dụng 8 xe hơi, hàng trăm số điện thoại, 10 chứng minh nhân dân mang nhiều tên khác nhau và di chuyển liên tục. Không chỉ cầm đầu băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, Lê Văn Huy còn là nghi phạm gây ra một số vụ giết người để bịt đầu mối. Các trinh sát cũng phát hiện, trong đường dây của Huy có đối tượng Dũng. Tên này chính là cánh tay phải đắc lực của Huy tại công ty 7.000 tỷ đồng này. Do đó, lực lượng công an xác định phải bắt được Dũng, thì việc bắt giữ và điều tra trùm Huy mới nhanh có kết quả. Vì thế, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được Dũng khi hắn đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận. Tại cơ quan công an, Dũng đã khai ra nhiều sự thật chấn động. Theo đó, Dũng cùng đại ca Huy nhiều lần qua Campuchia đánh bạc, thua cả chục tỷ đồng. Lần gần đây nhất, do thua hơn 10 tỷ đồng, không có tiền trả. Trước đề nghị của trùm Huy, Dũng đã đồng ý thế thân tại sông Bạc để Huy về kiếm tiền sang trả nợ và chuộc Dũng. Thế nhưng, với bản tính gian manh và lừa lọc, Huy về nước nhưng không liên lạc với Dũng, mặc kệ cánh tay phải đang bị đe dọa tính mạng ở Campuchia. Bản thân Dũng cũng đã nhiều lần gọi điện về nhờ gia đình tìm Huy để nhờ giúp đỡ. Sau nhiều lần đàn em thuyết phục cứu giúp, trong thời gian này, Huy vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em lừa bán thiên thạch. Ban chuyên án đã cử lực lượng trinh sát tiến hành về các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận để điều tra, truy bắt ông trùm. Trước đó, lực lượng chuyên án cũng được người dân cung cấp thông tin về việc Huy thường xuyên sống tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, dầm mưa dãy nắng nhiều ngày. Bất ngờ, các trinh sát phát hiện Huy đang cùng đàn em thuê 8 xe ô tô đi lừa bán thiên thạch. Sau khi xuống xe ô tô, Huy thay đổi trang phục, sử dụng điện thoại khác để liên lạc. Lúc có người phát hiện, Huy còn cho đàn em vượt đèn đỏ giao thông để tẩu thoát. Xác định bắt giữ đối tượng bằng mọi phương án, nhưng phải bảo đảm được an toàn cho những người tham gia lưu thông trên đường và lực lượng phá án. Vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 11, nhận được tin báo, Huy cùng đồng bọn chuẩn bị từ thành phố Hồ Chí Minh xuống cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang để qua Campuchia. Ban chuyên án chia thành 4 mũi trinh sát lập tức lên đường vây bắt. Với bản tính ma mãnh, Huy cho nhiều xe ô tô đi cùng và lòng vòng quanh các quận như 3, 5, 7 và Gò Vấp. Đến 22 giờ, Huy mới bắt đầu xuất phát. Đến khu vực cầu Vàm Cống thuộc địa bàn tỉnh An Giang và Đồng Tháp, các trinh sát đã chạy xe máy vượt chặng đường dài gần 200 km mai phục sẵn trước chỉ vài phút. Khi xe Huy vừa qua phà Vàm Cống, các trinh sát đã nhanh chóng tứ phía ập tới, tóm gọn Huy cùng đồng bọn trong sự ngỡ ngàng của chúng.
Theo tài liệu điều tra, số tiền Huy cùng đồng bọn lừa được ước tính hơn 200 tỷ đồng. Hắn ta cũng là một tay đa tình khét tiếng. Huy có thể lừa tình cả các mụ quá con côi, đến các cô gái quá lứa lỡ thì hay các cô gái trẻ mới lớn, bị choáng ngợp bởi cái miệng dẻo và túi tiền của y. Chính vì thế, Huy đã có tới 23 vợ và người tình, 31 con ruột ở khắp các miền, thậm chí cả bên nước ngoài. Sở dĩ Huy có thể lấy được nhiều vợ như thế là vì hắn này đây mày đó, lang thang khắp nơi, dụ dỗ bất cứ người phụ nữ nào hắn thấy ưng mắt. Nhiều người cho biết Huy là người dẻo mồm dẻo miệng, lại rất nhẹ nhàng đối với phụ nữ. Chính vì thế, nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin, dễ dàng lao điên cuồng vào vòng tay hắn. Nhiều nạn nhân của Huy cho biết, sau khi đã trót có con với Huy, họ đã bị Huy khống chế. Theo đó, có người tình đã phải bắt buộc tham gia đường dây lừa đảo bán thiên thạch của y. Có người phải chu cấp tiền mỗi khi y sạch túi. Chưa dừng lại ở đó, Bộ Công an còn cho biết, đang làm rõ nhiều vụ án mạng xảy ra mà Huy là đối tượng nghi vấn. Hiện tại, hai đối tượng được cho là trợ thủ đắc lực cho Huy trong những vụ này gồm Hà Khoa, 41 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Cờ Thon, 27 tuổi, ngụ huyện Di Linh, đều thuộc tỉnh Lâm Đồng, đang lẫn trốn. Đề nghị các đối tượng sớm ra đầu thú, nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tiếp theo là sự việc, người đàn ông vì ghen tuông bóng gió mà ra tay giết chết vợ trẻ con thơ. Chi tiết vụ việc này ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Người đàn ông tên Đỗ Danh Ngọc ở Phúc Sơn, Tân Yên có gia cảnh bình thường nhưng lại cưới được người con gái cùng quê xinh đẹp, nết nà là Phùng Thị Nga. Ngày đám cưới được tổ chức, đôi vợ chồng trẻ hân hoan hạnh phúc trong vô vàn lời chúc tụng của bạn bè, anh em và ước mơ có nhau được toại nguyện. Sau đám cưới không lâu, hai vợ chồng dắt díu nhau xuống Hà Nội làm thuê để lập nghiệp. Những giây phút thăng hoa của ngày cưới vụt tan biến, thay vào đó, những lo toan, những bộn bề dần len lỏi vào đời sống vợ chồng. Mỗi người một việc, quần quật cả ngày và chỉ giáp mặt nhau khi đã nửa đêm. Đúng lúc này thì những khuyết điểm của nhau bắt đầu bộc lộ, những trục trặc lớn nhỏ dần nảy sinh. Thanh và vợ đã liên tục to tiếng vì những điều cập lệch đó. Cao trào của câu chuyện khi Nga phát hiện ra mình có thai. Hạnh phúc nào bằng khi người vợ mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng với Thanh thì ngược lại, hắn tỏ ra bức xúc, bực bội và trong đầu luôn đặt ra những nghi ngờ ngớ ngẩn. Hai vợ chồng đi làm cả ngày mỗi người một nơi. Trong cái thời gian xa nhau đó, gã nghĩ biết đâu vợ mình lại ngoại tình, vụng trộm với một người nào khác. Cái thai trong bụng Nga chắc gì đã là giọt máu của mình. Nga càng vui mừng bao nhiêu thì cơn ghen tuông vô cớ trong gã càng lớn bấy nhiêu. Thanh nghĩ mình bị phản bội, bị cắm sừng và không biết từ bao giờ trong lòng nuôi một ý định trả thù. Hai vợ chồng đưa nhau về quê trước mấy ngày khi Nga vượt cạn. Nga sinh con trai đầu lòng trong sự vui mừng khôn xiết của hai phía gia đình. Riêng với Thanh thì khác, sự ra đời của đứa bé càng làm nỗi căm phẫn được nhân lên. Thanh bắt đầu bê tha rượu chè rồi về nhà gây sự với Nga, mặc cho người vợ trẻ đau đớn khổ sở. Ý định giết vợ và đứa con mới lọt lòng lộ rõ khi nhiều lần gã định ra tay nhưng không có cơ hội. Ngày định mệnh sớm muộn cũng đến. Trưa ngày 19 tháng 1, Thanh đã ra tay giết chết vợ và đứa con nhỏ. Trưa hôm đó, sau bữa cơm, Nga hì hục cho con bú. Cô không biết rằng mọi hành động cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng bị chồng mình theo dõi. Hắn lặng lẽ đi theo vợ xuống nhà, đóng hết cửa, rồi lại ngồi cùng vợ tỉ tê dăm ba câu chuyện để vợ mất cảnh giác. Trong lúc vợ không để ý, gã đã dùng hai tay bóp cổ Nga cho đến chết mới thôi. Không dừng lại ở đó, trong cơn điên cuồng, gã quay sang bóp cổ, giết chết luôn đứa con mới 26 ngày tuổi. Hành động sau đó còn kinh hoàng, mất tính người hơn là gã dùng giấy vo tròn nhét chặt vào họng cho đứa bé không còn cơ hội sống. Đồng thời, dùng dao đâm ba nhát lên ngực vợ, lấy dây điện dí vào mặt để tạo ra hiện trường một vụ tự sát. Gã báo với gia đình rằng Nga quẫn trí giết con rồi tự tử. Đám tang nhanh chóng được thực hiện, gã ác quỷ tin rằng mọi chuyện đã được che đậy kín kẽ. Thế nhưng tội ác tày trời không thể lọt lưới pháp luật. Thấy có nhiều điều bất thường, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc. Thi thể hai mẹ con xấu số được khai quật để khám nghiệm. Không phải là một vụ tự sát, cơ quan công an kết luận Thành chính là hung thủ. Tại cơ quan điều tra, gã cúi đầu khai nhận mình chính là hung thủ của vụ thảm sát vợ con tàn độc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.